Mẹ có biết ý, là đêm qua mẹ say rượu, mẹ cứ gọi tên bố con suốt không? Chắc là thói quen cũ thôi mà. Thói quen, bố mẹ đã chia tay nhau bao nhiêu năm rồi. Thói quen nào thì cũng đến lúc phải thay đổi thôi mẹ ạ. Hôm nay con gái tôi á, nói chuyện người lớn ghê ha. Thì con cũng chỉ muốn biết rõ tình trạng của bố mẹ, để biết cách cư xử cho phù hợp thôi. Mà con đã nói với mẹ rồi, nếu như mẹ thật sự chân thành thì mẹ phải thuyết phục được con rằng mẹ có thành ý. Con tưởng con vẫn còn cái năng lực đó hả? Cả mẹ và con đều không có cái năng lực ấy đâu. Vậy mẹ mới đang trả giá nè. Có những chuyện hối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Nếu như mà mẹ nối lại với bố con sớm hơn, chỉ sớm hơn vài tháng thôi, thì mọi chuyện đã khác rồi. Con nghĩ là mẹ chưa thử hả? Mỗi lần mẹ thử, bố con lại nghĩ như kiểu mẹ đang đùa vậy. Thì tại mẹ, lúc nào mẹ cũng tỏ ra là mình có sức hấp dẫn đối với người khác giới. Mẹ chẳng chịu để cho ai thoát cả. Nếu như mà là con ấy, thì con cũng nghi ngờ thôi. Em đi đâu đấy? Khuya thế này rồi. Em sang nhà Vũ, có việc gấp. Thế để anh đưa em đi. Khuya thế này ra đường một mình không ổn đâu. Cảm ơn anh. Nào, Cún ơi, con bỏ tay ra, bố nó nghe không? Hả? Cả tiếng hồ đứng ở đây rồi. Đi, đi lên nhà đi. Con chơi cả buổi tối ngày hôm nay rồi, bây giờ là đến giờ đi ngủ rồi, không ở đây chơi nữa. Sáng mai lại chơi nhá, đồng ý. Nào, đi lên. Này, bố mệt với con lắm rồi đấy nhá. Con mua cái gì? Hả? À, là bây giờ nhá. Bố con mình lên nhà, trên nhà có cái tivi to lắm. Bố bật cho con xem hoạt hình lava nhé. Ok. Thế bây giờ con muốn gì? Nào, thôi. Đi. Không bám vào đây nữa. Bỏ cái tay này ra. Ok. Mẹ Giang đến, đi. Đi ra nói mẹ Giang với bố. Mẹ Giang đến mà, đi. Đi ra với bố, đi đón mẹ Giang. Đi, đi. Sao mà không chịu đi ngủ thế con hả?